Đại lý Phụ Kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là chuột không dây Forter V189 hành 1 năm, 1 đổi 1. Một số các thông tin bên ngoài sản phẩm: chuột có khoảng 4 màu tím, đen, trắng, xanh và hồng. Hai màu trắng kẻ viền khác nhau thôi. Chuột hỗ trợ các hệ điều hành mới nhất hiện nay kiểu macOS cũng như Android. Chuột sử dụng Wireless Design 2.4 GHz. Mình sẽ mở bên trong sản phẩm. Wireless charge chiếc sừng khoảng 10m, DPI 1600 rất tốt, Super Front Small Well. Sản phẩm bao gồm pin theo kèm, một pin AA. Đây là nút USB Design Wireless 2.4. Trên có logo Porter. Thiết kế cho người thuận tay trái như tay phải. Chuột rất nhẹ. Con lăn thiết kế có phần khác biệt so với những con lăn khác rất nhiều. Hàng chính hãng, mọi 1 năm, 1 đổi 1. Đây là chỗ tháo nắp pin. Đây là nút cất wireless USB và sử dụng một viên pin 2A. Nhìn chung về cấu tạo rất đơn giản, một dòng chuột giá rẻ nhưng mà chất lượng rất là cao. Các bạn hoàn toàn đóng nắp và mở nắp theo hướng dẫn, rất đơn giản. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng, đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.